Kính chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình tiếp tục đi quay cảnh xà lan chua cầu thấp cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại là ở đây có hai chiếc xà lan các bạn, một anh thì đang bơm nước, còn một anh bên đây thì cũng đang bơm nước nhưng mà anh đã vô được cái phần trước thôi nha. Còn anh xà lan hai cabin này thì anh đang bơm nước từ phía bên ngoài nha các bạn. Đây anh tài công quen thuộc đây. Bữa nay thì ảnh vô anh cũng bơm nước như bữa hôm nha các bạn. Mỗi ngày thì gặp anh này 3-4 lần rồi. Thì chúc anh và những người đi trên chiếc xà lan này nhiều sức khỏe nha. Giờ thì mình sẽ đợi để mà quay cảnh xà lan chu cầu cho mọi người xem nha. Chúc tất cả các bạn đang xem video của mình luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. Đây các bạn, trong lúc bơm nước thì có một anh xà lan rất là lớn anh đang từ từ đi vô nha. Trời ơi, hai chiếc luôn. Anh kia thì đậu sát, còn anh này thì anh vô được khoảng nửa rồi nha. Anh cũng đang bơm cái lái anh khẩm xuống luôn đây các bạn. Nước hôm nay thì cũng khá là cao các bạn, cho nên là bơm nước cũng khá là nhiều nha. Anh xà lan này đang từ từ vô nha. Quá trời bự rồi anh này. Anh chẹt ở trong đi ra nè, anh máy cài các bạn. Ôi, máy cài này mới quá vậy. Máy cài mới mua. Này cũng có cài rồi nha các bạn. Nhanh lên, xà lan nó vô. Quá rồi, anh này anh bo cái cú này hơi căng nha các bạn. Ở chính giữa thì còn một cái len cho anh vô nha các bạn. Anh này quá trời dài luôn. Lòng xuống dưới cái mũi xuống dưới này luôn nè. Phải nói là vô thì rất là khó nha. Quá wow, mạnh dữ ta. Kìa, da tốt ngoài luôn kìa. Phải nói là những pha xử lý đầy kinh nghiệm của bạn, nãy mà anh vô thẳng thì anh sẽ bị bơi xuống cái lái của anh xà lan này nha. Cho nên là anh quyết định nó da lại các bạn. Bên trong ra một anh xà lan nha các bạn. Trời ơi, anh nạp nè. Quá dữ, quá dữ. Anh ghe đá anh rất là khẩm, anh đang từ từ bên trong đi ra nha các bạn. Anh xà lan kia thì anh đang ở phía ngoài các bạn, chưa vô được nha. Mình nghĩ là sẽ đợi một lát sau thì anh sẽ vô các bạn. Hôm nay thì hai anh này đang tăng tốc để mà bơm nước nha. Tiếp theo là một anh ghe bầu đây các bạn. Còn cái len chính giữa thì anh tăng tốc anh vô nha. Quá khích luôn. Đây một anh chẹt nè, không biết anh vô không đây. Chẹt này chẹt mới hay gì đây các bạn. Này chắc chẹt xe cốt quá ta. Anh xà lan kia thì anh từ từ lên tới đây đây các bạn. Đang canh để mà vô nha. Phải nói là canh vô cái lỗ này thì khá là gắt đó các bạn. Rồi.
Cái đoạn này thì xà lan qua lại rất là đông các bạn. Xà lan này thì ảnh bơm hai cái máy luôn các bạn, tốc độ luôn. Anh chẹt này thì anh cũng vô nghe các bạn, anh đang canh nha. Anh xà lan này quá trời bự rồi, đang đi ngang nha các bạn. Mình thấy anh bự quá, anh quay cho các bạn cùng xem nha. Ây da, anh xà lan này anh vượt luôn chàng. Gắt gì ta. Kìa, hai chiếc tàu nó mít xong luôn rồi. Anh đang vượt chiếc kia nha các bạn. Chiếc kia thì tàu khẩm đi chậm, anh tàu nổi anh đi trước đây các bạn. Anh xà lan đá ra anh phải bo liền các bạn, để thôi là anh người kia đang đậu nha. Đây các bạn, sau một khoảng thời gian bơm nước thì bây giờ anh tài công anh quyết định là cho chiếc xà lan của mình vô nha. Đây thì mình bị khuất cái chiếc xà lan này rồi các bạn. Đây phần lái thì nó cũng khẩm xuống luôn rồi nè. Phải nói là những cái ngày mà nước nổi như thế này thì những anh em xà lan qua cầu rất là cực nha. Các bạn thấy cabin nó cũng lấn cắn ở trên này, nó cũng cạ nè. Phần lái đây. Quá dữ rồi. Trời ơi, ve lại kìa. Rồi bây giờ anh sẽ tăng tốc qua nha. Đây các bạn thấy không? Đạp rất là mạnh nha. Rồi bây giờ ve lại nữa rồi nha. Cứ nhá vô để mà từ từ vô các bạn. Tại vì chịch một gem thôi nó cũng bị cắn rồi nha. Khá là nguy hiểm. Anh này anh đậu im gu, anh bơm nước nè các bạn thấy bơm khẩm xuống dưới luôn nè. Tới cái mực nước này luôn nè. Đây bây giờ anh tay công anh nạp ga nhẹ nhẹ vô nha. Đang nạp liêu ghiêu vô các bạn. Đây bên ngoài thì anh xà lan này thì anh cũng từ từ vô rồi nha. Trên kia thì có một chiếc xà lan rất là lớn đang xuống nha các bạn. Quá dữ. Anh này mình thấy anh bự các bạn, không biết là anh có bơm nước không nha. Cục dây luôn rồi kìa. Đang nông vô cái kẻ ở trong này nha. Anh này đi qua anh quá trời bự rồi, xà lan đi biển các bạn.
thân ghe anh đang từ từ ra đây. Wow, ba chiếc vô một chùm này luôn các bạn. Hai anh này đậu trong này thì bít cái cầu rồi nha. Giờ anh nào đi trước thì tới lượt anh bên ngoài này vô các bạn. Anh ghe anh vô luôn chàng. Còn cái lỗ nhỏ xíu à, cái len này hơi căng nha. Rồi. Này giống như là canh vượt cống vậy các bạn.